street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there. Bên. Trong cuộc sống này của chúng ta, riêng về chủ đề tình yêu thì chắc chắn nó sẽ là chủ đề muôn thuở. Nếu như chúng ta sống mà không có tình yêu thì có khác nào trái đất thiếu ánh sáng của mặt trời. Tất cả mọi người sẽ chìm trong đêm tối. Cho nên tất cả chúng ta đều được sinh ra đó là để yêu và được yêu. Đó cũng chính là nguyên lý sinh tồn của cuộc sống. Nhưng thưa quý hai bên gia đình, bên cạnh nguyên lý sinh tồn thì ông bà ta xưa nay vẫn thường nói rằng vợ chồng là chuyện hữu duyên thiên lý. Không phải yêu nhau rất nhiều có sẽ tiến đến hôn nhân, hoặc là yêu nhau có thể tha thiết và nên nghĩa vợ chồng. Hai chữ hữu duyên đó là cô gái rất xinh đẹp của phố núi cao nguyên San Bảo Lộc lại đem lòng yêu thương chàng trai đến từ miền Trung. Đó cũng chính là hữu duyên. Đối với gia đình ngày hôm nay, sự hiện diện của quý gia đình của Hữu Trình thực sự là quà tặng vô giá, và đó cũng chính là hạnh phúc vô bờ bến. Cho nên gia đình đã chọn ngày hôm nay làm ngày lễ đính hôn cho bé Phúc Khánh cùng với Hữu Trình. Đó là niềm vui lớn lao nhất trong cuộc đời của các bậc làm cha làm mẹ. Một lần nữa xin được hân hoan chào đón và kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý gia đình. Kính thưa các thành viên của hai họ cùng quý vị khách quý của gia đình, trước hết tôi thay mặt cho nhà trai xin cảm ơn sự đón tiếp rất trân trọng và chân tình của họ nhà gái đối với họ nhà trai, và cũng xin chúc cho họ nhà gái, họ nhà trai cùng quý khách tham dự buổi đính hôn sau này sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng giống như sự nghiệp. Trải qua một thời gian dài từ tình bạn giúp đỡ nhau trong học tập, đã nảy nở tình yêu, và trong quá trình đó hai cháu đã luôn động viên học tập và giữ toàn vẹn tình yêu trong sáng và tươi đẹp của mình. Nhưng tình yêu cũng là nền tảng của hôn nhân, và đến tuổi hai cháu đã quyết định đi đến hôn nhân để xây dựng gia đình hạnh phúc và mong ước của hai cháu. Hai cháu về trao đổi với cha bà và quyết định thì hai bên chấp thuận, và chúng tôi cũng vun đắp cho tình yêu hai cháu, dạy bảo hai cháu, và chúng tôi cũng đã gặp hai bên gặp nhau một lần để gặp nhau thăm hỏi và quyết định là xây dựng gia đình hai cháu. Và được sự thống nhất và đồng ý của họ nhà gái, hôm nay ngày 5/8/2020, nhằm ngày 16/6/2020, họ nhà trai của chúng tôi từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây để mang đầy đủ các lễ vật theo truyền thống của ông bà của xã hội đến đây xin được tổ chức hỏi vợ cho chương trình thân mật chào Khánh, và chúng tôi mong, rất mong là họ nhà
Cao Khánh và cho tất cả gia đình hai bên. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và tổ chức cái buổi lễ đến hội nghị này. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác Trần Hồng Quang sẽ đại diện cho gia đình Hoàng Nhà Gái có đôi lời đáp từ. Xin trân trọng kính mời bác. Thưa Hoàng Nhà Gái, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Theo như ước hẹn của hai bên gia đình, họ nhà trai đã sắm sửa lễ vật đến để làm cái lễ đính hôn cho hai cháu Phúc Khánh và Quốc Kim. Thì lời đầu tiên cho phép tôi được đại diện họ nhà gái xin gửi đến họ nhà trai lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trong cái buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu thành phần đại diện bên họ nhà gái rằng trước tiên đây là chú Xuân và dì Yến, tức là cha mẹ của cháu Phúc Khánh. Tiếp đến tôi và vợ tôi đây, bà An là vai bác của cháu Phúc Khánh. Kế đến là chú Minh và dì Hằng, vai là chú dì của cháu Phúc Khánh. Cậu cô của cháu Phúc Khánh và một nhân vật bà ngoại của cháu Phúc Khánh cũng có mặt trong ngày hôm nay, mặc dù tuổi cao sức yếu. Hôm nay bà xin mọi người một lần cho một tràng pháo tay xin được kính mời. Giới thiệu của thành phần họ nhà trai, và trước khi giới thiệu hiện nay, cháu xin chúc mừng sức khỏe và cảm ơn sự có mặt của bác. Tôi là Nguyễn Hữu Lộc, cùng vợ tôi là Bùi Thị Xuân Đào, tức là bố và mẹ của cháu Trịnh. Cặp và là vợ chồng của chú Việt và vợ là Trúc, tức là chú ruột và tiếng của anh. Nhưng chị ruột và anh rể của cháu Trịnh. Xin giới thiệu tiếp theo là cháu Lâm và vợ. Cháu Lâm là cháu ruột của vợ tôi, em nhị ruột cũng từ Sài Gòn. Vì đại diện họ nhà gái và xin cảm ơn phần giới thiệu gia đình từ phía đại diện họ nhà trai cũng là ba cụ Hương Trinh. Thưa quý vị, truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam, thì khi nhà trai đến với nhà gái luôn luôn đó là tấm chân tình, đó chính là quà tặng tuyệt vời nhất và không còn quà tặng nào tuyệt vời hơn. Thế nhưng lễ vật của gia đình ngày hôm nay cũng là đánh dấu một ngày hạnh phúc của hai em, cho nên xin được mời đại diện nhà trai và nhà gái cùng nhau mở lễ vật. Xin trân trọng mời. Hoặc là trả ơn bằng bất cứ hình thức gì, nhưng mà làm cha làm mẹ
thì quà tặng quý giá lớn nhất của cuộc đời chính là con cái. Trong buổi sáng hôm nay, thật sự nuôi con từ bé lớn lên đến ngày hôm nay mà thấy con chưa lên xe hoa nhưng mà đã rất xúc động và bồi hồi. Nhưng điều quan trọng nhất đó là rất tin tưởng con, cho nên mới giao cô công chúa của mình cho con. Và hy vọng rằng con sẽ bảo vệ từ ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Chính vì điều đó, cho nên trước mặt hai gia đình, nhà của Trình và nhà của Khánh, muốn nghe những lời nói rất thật từ tận đáy lòng của Quốc Trình. Cho nên con sẽ có đôi lời của mình trong buổi sáng hôm nay để cha mẹ hai bên, ông bà hai bên đều biết con thực sự đã trưởng thành và khôn lớn. Tại điều này thì trước tiên là con xin thay mặt cha Khánh và chồng con xin được gửi những lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến bố mẹ của cả hai bên, đến tất cả mọi người trong họ hàng bạn bè của hai gia đình vì đã ở đây và đã tổ chức cho hai con một buổi lễ đính hôn thực sự trang trọng và vô cùng ý nghĩa. Điều đầu tiên con muốn nói với tất cả mọi người rằng dù đây chưa phải là lễ kết hôn nhưng đối với con, Phúc Khánh đã là phần đời còn lại của con và gia đình của Phúc Khánh cũng chính là gia đình thứ hai của con. Và chính vì vậy, sau buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, con xin phép chú Xu, cô Yến cho phép con được gọi cô chú là ba mẹ. Và thay mặt Khánh, con cũng xin phép bố mẹ ruột của con cho Khánh được gọi là ba Lộc và mẹ Đào. Điều thứ hai con muốn nói với bố mẹ của cả hai bên đó là hôm nay là buổi lễ đính hôn của con và hôm nay con ở đây với tư cách là một chú rể. Con muốn bố mẹ của con, muốn bố Xuân, mẹ Yến cũng như là bố Lộc, mẹ Đào hãy tin tưởng rằng con hôm nay đã đủ trưởng thành, đã đủ chín chắn và đầy đủ yêu thương. Trước mặt bố mẹ, trước mặt bố Xuân, trước mặt mẹ Yến, bố Lộc và mẹ Đào, con xin hứa với bố mẹ rằng con sẽ luôn luôn yêu thương, luôn luôn bảo vệ và luôn luôn chăm sóc cho em Khánh bằng tất cả những gì mình có. Con cũng xin hứa với bố mẹ con sẽ trở thành một người chồng, một người chân tốt và sẽ là điểm tựa để cho Khánh có thể tự vào suốt phần đời còn lại của mình. Và điều cuối cùng, cả hai con đều rất muốn nói với bố mẹ rằng con và Khánh vô cùng cảm ơn bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ vì tất cả. Con cảm ơn bố Xuân, cảm ơn mẹ Yên đã sinh ra Khánh và nuôi dưỡng Khánh, một người con gái vô cùng tuyệt vời để cho con có thể được gặp gỡ, cho con được yêu thương và trân quý. Con cũng thay mặt Khánh cảm ơn bố Lộc, cảm ơn mẹ Đào vì cũng đã sinh ra con và nuôi dưỡng con để rồi ngày hôm nay con có thể đứng ở đây trở thành một người, trở thành một chú rể và trở thành người chồng của Khánh. Cả hai con sẽ luôn luôn yêu thương nhau và luôn luôn biết ơn bố mẹ. Chúng con sẽ cố gắng không làm gì để cho cả, để cho bố mẹ hai bên phải buồn lòng. Và sau tất cả, con xin cảm ơn bố mẹ và xin phép bố Xuân, xin phép mẹ Yến có thể trao cho Khánh chứng nhận đính hôn để rồi kỷ niệm ngày trọng đại ngày hôm nay là ngày mà Khánh chính thức trở thành vợ chưa cưới của con và hai chúng con chính thức trở thành vợ chồng. Là cái duyên con gái mà cha mẹ cũng hết sức là yêu thương. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời mẹ của Quốc Trình sẽ lên đeo hoa to duyên
cho con gái, con dâu. Xin được mời cô. Sáng như gương mặt của bé vậy ạ. Xin gia đình chúng ta cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Thưa hai bên gia đình, hôm nay là lịch tiệc đính hôn, chưa chính thức là thành hôn hoặc tân hôn, cho nên là bàn cưới con yên tâm mai mốt sẽ có hướng để các con bằng tình cảm yêu thương nhất. Cho nên mẹ cũng có quà trang điểm cho con gái trong buổi sáng hôm nay. Xin mời cô tiếp tục. Xin gia đình mình cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và thưa toàn thể quý gia đình,
ngoài những quà của mẹ Trình gửi đến cho Khánh, thì bên nhà gái chúng ta cũng có những món quà nho nhỏ dễ thương để mừng ngày hạnh phúc đến hôn của hai con. Và sau đây sẽ là phần trao quà từ phía gia đình. Xin được trân trọng kính mời và mời bác đại diện sẽ giới thiệu từng gia đình ạ. Phải nói rằng chúng tôi rất là để làm vui mừng trước cái tấm lòng thành ý của họ nhà trai. Trước cái sự không quản ngại đường xa xa xôi để đến dự lễ đính hôn cho hai cháu. Và chúng tôi cũng rất trân trọng và sự sắm sửa lễ vật của họ nhà trai rất chu đáo để mang đến làm cái lễ đính hôn cho hai cháu phục hạnh và công trình ngày hôm nay. Đại diện họ nhà gái, chúng tôi xin được đón nhận những cái lễ vật mà họ nhà trai đã mang tới, và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai cháu nhân ngày đính lễ đính hôn của hai cháu để làm coi như là một cái sự kỷ niệm cái ngày lễ trọng đại này. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu tuần tư từng đại diện từng gia đình sẽ lên tặng quà cho hai cháu. Đầu tiên xin được phép mời bà Thông là đại diện cho gia đình bên bà lên tặng quà cho hai cháu. Quý vị cho tràng bóp tay đi ạ, mẹ vợ em hiệp cho con rể đấy ạ. Thank you.
họ. Vì theo cái truyền thống của Thứ Hội Việt Nam thì sau lễ hỏi về những lễ cưới thì nhà trai của chúng tôi sẽ tổ chức lễ đám cưới cho cái trình ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thống nhất của hai gia đình thì vì điều kiện xa xôi nên chúng tôi cũng có hai cái hôn tổ chức. Nhà trai thì chúng tôi sẽ còn ở đây, tôi sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh để xin cưới tại thành phố ở cả Tết, nhưng mà với tình thương yêu của cha mẹ mình hy sinh hết tất cả và cũng mong lại thành công tốt đẹp và chúc về cho hai cháu. Thì chúng tôi bằng chuyện thông báo ngay thời gian như vậy, và rất mong rằng xã hội của chúng ta đoàn thị đó sẽ yên lành và không có vấn đề gì hết để cho hai bên tổ chức một buổi đính hôn rất là trang trọng. Thay mặt cho gia đình bên gái, chúng tôi trân trọng cảm ơn phía gia đình anh chị tham gia. Và qua cái lời phát biểu của bác Lộc ấy, là dự định của hai gia đình đến tháng 12 thì gia đình nhà gái chúng tôi đồng ý. Và cũng mong mọi cái sự việc mà nó diễn ra theo cái diễn tính của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ quyết tâm là tổ chức cho hai cháu một ngày thật trọng đại và vui vẻ. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Tham gia xin được trân trọng kính mời quý gia đình chúng ta sẽ chụp hình đại gia đình vừa buổi sáng hôm nay. Xin mời gia đình tiến lên trên đây để chụp hình đại gia đình.
kính thưa, gia đình có tổ chức một bữa cơm thân mật để chúng ta thể hiện tình thông gia rất là ngọt ngào với nhau từ ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Đặc biệt trong buổi tiệc trưa hôm nay, đó là có những dòng ca cũng hết sức là tuyệt vời hạnh yêu đã được thưởng thức từ phía họ nhà trai và toàn thể họ nhà gái, những người khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời toàn thể quý gia đình chúng ta hãy cùng tham gia giao lưu của buổi tiệc trưa hôm nay và chúc cho bạn Khánh, bạn Trinh luôn luôn hạnh phúc và ngọt ngào. Đầu tiên, Hạnh Uyên xin phép được thay mặt gia đình xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng đồng nhiệt nhất. Thank you.
Hôm nay gió mưa rơi.
Bye.
Yeah.
bạn có mơ vì hòa thuận.